đã rồi đó, chúc mừng. Đợi nhiều rồi, đi lại thế sao? Mà hình như đứng lên ngồi xuống khó phải không? Rồi bây giờ đứng lên ngồi xuống đi. Rồi, cô đứng lên ngồi xuống. Rồi, ngon rồi. Rồi, bây giờ đứng lên. Đi lại xem sao, bước đi bước lại cho thấy chịu chưa? Quay vòng vòng thế à? Rồi nhún nhảy là thế là nhún nhảy muốn thôi nè. Muốn thêm cái lần không? Muốn đi. À, chân rất ngon lành. Rồi, đứng lên. Đi lên trong kia rồi. Số 8. Rồi đứng lên đi ạ. Đứng lên được không ạ? Không đứng lên được à? Thôi đỡ lên đi, đỡ lên đi. Đau quá, đỡ lên. Em khỏe rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ. Rồi, khỏe cái gì nào? Đấy, em bị tê tay một bên phải. Rồi đau nửa đầu. Đau nửa đầu? Rồi đau lưng. Đau lưng, mà bây giờ cái đau nửa đầu thế sao? Đau nửa đầu thấy nó nhẹ. Nhẹ đi rồi, mà cái lưng? Lưng thì đỡ, mà cái tay chân cũng đỡ tê. Đỡ tê rồi, mà được bao nhiêu phần trăm? Được 80. 80%? Là khỏe 60-70% rồi. Là tuyệt vời. Rồi các bác sĩ tận tình coi như là chữa như là bệnh tình hôm nay là khỏe 70%. Chúc mừng. Hôm nay bác sĩ tận tình coi như là mừng quá rồi. Vâng. Nói không nên lời. Vâng. Hôm nay là cũng công việc ở nhà rất bề bộn, mất hết ở đấy. Rồi, thế là đến đúng nơi rồi đấy, vâng. Đến đúng chỗ rồi đấy. Hôm nay bác sĩ ra tay, mình là bác sĩ giỏi nhất. Tận tình. Cảm ơn bác sĩ bên này, các bác. Rồi, chúc mừng chị nhé. Vâng. Chạy nhanh như giống như là thoát cùm á, phải không? Con thấy giống như là thoát cùm, thoát không? Căn cứ bây giờ mình sẽ giơ tay lên đi. Anh dựng cái mệt quá, dựng cái đau quá, nhưng mà giờ khỏe. Bây giờ băng vung tay lên xem nào. Đã rồi, rồi chúc mừng. Cái nào quá nhẹ chưa? Vừa rồi là làm xong chị thấy sao rồi? 50%. Mà chị giảm cái đầu, thoải mái như thế nào bây giờ? Lúc trước hai cái tay rất là khó nối đúng không? Bây giờ được, quay lại. Trời ơi, khác một trời một vực rồi, quay lại. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 083-218-6688 hoặc 0983-581-652. 0326-811-258.